Chúng con kính lạy Đức Mẹ Maria, kính xin Đức Mẹ dâng lời cầu nguyện đặc biệt cùng Thiên Chúa Giêsu, ban cho chúng con tất cả phương tiện cần thiết để chúng con thông báo 12 phép lạ của Thiên Chúa Giêsu mới tỏ hiện ra, ban cho nhân loại và tất cả những phép lạ đặc biệt này nhân loại cần được biết, bởi vì Thiên Chúa Giêsu phán bảo như thế. Chúng con người Việt Nam đã vô tình hoặc cố ý thờ ơ, coi thường sự việc vô cùng quan trọng này. Vì thế, chúng con đã trễ nải công việc vĩ đại của Thiên Chúa Giêsu ưu ái ban cho dân tộc Việt Nam chúng con. Vì sự thờ ơ của người Việt hải ngoại, nói thẳng là như thế, cũng như về những gương xấu của người Việt hải ngoại đã làm cho công việc vĩ đại hồng ân của Thiên Chúa Giêsu ban cho tất cả nhân loại bị trì trệ, trễ nải. Giờ đây chúng con kính xin Đức Mẹ Maria cầu nguyện cùng Thiên Chúa Giêsu ban ơn đặc biệt cho người Việt hải ngoại mau mau sám hối và thức tỉnh gấp để đồng hành cùng chúng con làm việc của Thiên Chúa Giêsu ban cho. Hoặc là kính xin Đức Mẹ cầu nguyện cùng Thiên Chúa Giêsu ban cho chúng con có tất cả mọi phương tiện đầy đủ để thông báo cho tất cả đồng bào nhân loại chúng con trên khắp quả địa cầu được biết về 12 phép lạ của Thiên Chúa Giêsu ban cho tất cả nhân loại. Wow! Nhờ 12 phép lạ này của Thiên Chúa Giêsu mà nhiều người sẽ thức tỉnh, và rồi nhân loại chúng con nhiều người sẽ được cứu rỗi bởi hồng ân của Thiên Chúa Giêsu ban cho. Chúng con cầu nguyện trong ơn và danh nghĩa của Thiên Chúa Giêsu. Xin nhận lời chúng con cầu xin. Amen.